Nếu được làm người thì tâm thường không biết đủ, được một tấc muốn một thước. Chín sân, tức là sân hận, phát nóng giận xem tất cả mọi người đều chẳng đúng, tạo tội ba đường ác. Nếu được làm người thì thường bị người não hại. Mười si, tức là ngu si, không rõ trái phải mới giả làm thật, thường làm những việc hổ đầu điên đảo tạo tội ba đường ác. Nếu được làm người thì tâm xiểm khúc, không ngay thẳng, phật bày diệu lý khiến khai ngộ vì chúng sinh có mười nghiệp ác mà trôi nổi trong biển sinh tử không đến được bờ bên kia phật lấy từ bi làm buồn hoài phương tiện làm gốc mà mở bày đạo lý diệu không thể tả diệu lý này là phương pháp đối trị tất cả nghiệp ác khiến cho tất cả chúng sinh đều khai ngộ hiểu rõ như dùng đèn sáng chiếu thế gian phương pháp diệu lý này giống như đèn sáng chiếu sáng những nơi tối tăm thành sáng sủa và xuất hiện ra đời giống như mặt trời chiếu sáng thế gian tối tăm nghiêm trưởng quán thấy pháp môn này cảnh giới môn giải thoát này bị nghiêm trì khí trưởng dạ xoa vương quan sát và minh bạch được phật xưa biển kiếp tù các hạnh tán thán tất cả phật mười phương cho nên danh vàng dội cao xa trí huệ vương thấu rõ môn này Phật xưa biển kiếp tù các hạnh Đức Phật trong vô lượng kiếp quá khứ Tu lục độ vạn hạnh Trong đụng độ Dùng bố thí độ tham lam Chỉ giới độ phạm giới nhẫn nhục Độ sân hận tình tấn độ giải đãi tiền định độ tán loạn Bát nhã độ vô si Vạn hạnh tức là tất cả hạnh lợi ích chúng sinh Tán thán tất cả Phật mười phương Trong quá khứ Phật tu các hạnh thì tán thán ca ngợi tất cả chư phật trong mười phương ba đời dùng đủ thứ kệ để tán thán chư phật dùng đủ thứ bài ca để ca ngợi chư phật cho nên danh vang dội cao xa vì phật tán thán ca ngợi tất cả chư phật mười phương ca ngợi danh hiệu tất cả chư phật trong mười phương cho nên bổn danh phật cũng vang danh cao xa cao đến chư thiên đều nghe danh hiệu của phật xa đến tận hư không khắp pháp giới đều nghe thấy danh hiệu của phật trí huệ vương thấu rõ môn này cảnh giới này vị đại trí huệ dạ xoa vương thấu rõ được trí huệ như không chẳng bờ mé pháp thân rộng lớn không nghĩ bàn cho nên xuất hiện khắp mười phương diễn mục quán giác được môn này trí huệ như không chẳng bờ mé trí huệ có hình tướng gì trí huệ chẳng có hình tướng như hư không hư không chẳng có bờ mé cho nên trí huệ cũng chẳng có bờ mé pháp thân rộng lớn không nghĩ bàn pháp thân của phật rộng lớn vô biên không thể nghĩ bàn như hư không không cách trì đo lường được hư không lớn cỡ nào cho nên xuất hiện khắp mười phương vì thân của phật rộng lớn vô biên cho nên trong mười phương thế giới đều có pháp thân của phật xuất hiện pháp thân của phật là vô tại vô bất tại diễm mục quán sát được một này vị diễm nhãn dạ xoa vương quán sát thâm sâu được đạo lý này trong tất cả đài diễn diệu âm, thuyết pháp lợi ích các quần sinh, nơi nào nghe được diệt các khổ, kìm càng nhãn vào phương tiện này. Trong tất cả cõi diễn diệu âm, Phật diễn nói pháp âm vi diệu trong sóng nẻo luân hồi, tất cả chúng sinh nghe được diệu âm này thì đáp được lợi ích. Thuyết pháp lợi ích các quần sinh, Phật thì theo căn cơ mà thuyết pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích. Lợi ích gì? Thoát khỏi khổ trong tam giới lục đạo, đắc được thường lạc ngã tịnh. Nơi nào nghe được diệt các khổ, diệu âm thuyết pháp của Phật đến nơi nào, thì khổ của chúng sinh nơi đó đều tiêu diệt. Tóm lại nghe được âm thanh của Phật thì được độ. Kim Càng Nhãn vào phương tiện này, vị Kim Càng Nhãn dạ xoa vương vào được phương tiện môn giải thoát này. Tất cả nghĩa thâm sâu rộng lớn, Phật dùng một câu nói hết được. Giáo lý như vậy đồng thế gian, dũng kiện huệ vương ngộ môn này. Tất cả nghĩa thâm sâu rộng lớn, Pháp có nghĩa lý vô lượng vô biên. Do đó Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, Pháp này trí cao vô thượng. Càng không so sánh thì càng sâu, càng không so sánh thì càng vi diệu. Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Pháp này trải qua thời gian lâu dài mới gặp được, chớ không dễ gì gặp được. Giống như các nước Tây Phương đã bao nhiêu năm mà chẳng có ai chân tránh nhà được Phật Pháp, thấy được Phật, thấy được Tăng, bây giờ mới bắt đầu, cho nên nói thời gian lâu dài không dễ gì gặp được. Còn này thấy nghe được thọ trì, bây giờ con đã thấy được Phật Pháp, nghe được Phật Pháp, được thọ trì, thật là người may mắn, kiếp trước đã gieo trồng căn lành, đời này mới được thọ trì chẳng phải là việc dễ dàng, cho nên phải lễ kính tam bảo, phải cúng dường tam bảo. Thân người khó được này đã được, Phật Pháp khó nghe nay đã nghe, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, Phật nói tam tạng, kinh luật luận, 12 bộ trường hàng trùng tụng cô khởi, ví dụ nhân duyên tự thuyết, bốn sự bổn sinh vị tẳng hữu phương quảng luận nghị thọ ký nghĩa lý này thật rộng lớn vì diệu không thể tả chúng ta phải hiểu rõ đạo lý chân chánh thật tại của như lai như lai một câu nói hết được trong một câu pháp phật nói hết đời tất cả các pháp và trong một câu pháp nói ra tất cả nghĩa thâm sâu rộng lớn ý nghĩa này là một làm vô lượng vô lượng là một tức cũng là đạo lý một gốc tán làm vạn thù vạn thủ quy về một gốc. Giáo lý như vậy đồng thế gian, ở trên đã nói về nghĩa thầm sâu rộng lớn, Phật một câu thì nói hết được, giáo nghĩa này đầy khắp thế gian, cho nên giáo nghĩa Phật giáo là viên dùng vô ngại, không phân biệt chủng tộc, quốc tịch, tất cả mọi người đều là Phật giáo đồ. Bạn tin Phật cũng là Phật giáo đồ, bạn không tin Phật cũng là Phật giáo đồ. Tại sao? Vì Phật giáo là tận hư không khắp pháp giới, mà tất cả chúng sinh đều đầy đủ Phật tánh, đều có thể thành Phật. Bây giờ bạn không tin Phật, thì tương lai sẽ tin Phật. Tương lai không tin Phật thì đời sau nữa sẽ tin Phật. Không những chắc chắn tin Phật mà còn có thể thành Phật. Pháp môn của Phật giáo là bao la vạn tượng, chẳng có một chúng sinh nào ở ngoài Phật giáo, cho nên nói giáo lý đồng thế gian. Dũng kiện thệ vương ngộ môn này, vị dũng kiện huệ dạ xoa vương, hiểu môn và minh bạch được đạo lý môn giải thoát này